gãy móng tay, lớp trang điểm bị hỏng, lông mèo dính trên mặt và gãy gót giày. Những tình huống oái ấm nào mà các cô gái của chúng tớ đã gặp phải hôm nay? Hãy cùng Woohoo Wow Motion tìm hiểu nha! Gót giày của Anna đã gãy trên đường đi hẹn hò. Nhưng điều này không làm cô ủ dột và cô nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Chào, tặng em nè. Ôi, ngọt ngào quá đi. Em cũng có cái này cho anh nè. Anh thích coca lắm. Em thật là một nàng công chúa đích thực. Anna lỡ tay gửi một tin nhắn tỏ tình cho nhầm người. Ôi không, không phải người này. Nhưng có vẻ anh chàng trông đợi điều này. Sau vài giây, cậu đã đến tìm cô với hoa trên tay. Ồ, là cậu hả? Tôi sẽ quay lại ngay. Làm sao để thoát khỏi anh ta đây? Alex, trang điểm cho mình thật xấu xí. Cái này sẽ hữu ích đây. Nhưng cô lại nhầm lẫn lần nữa và dọa chàng trai khác chạy mất. Mặt của cậu làm sao vậy? Tôi nghĩ là cô nên đi thôi. Không không, đợi đã, cậu hiểu nhầm rồi. Yeah, gặp cậu sao, ngủ ngon. Alex với tay lấy kẹo, nhưng chợt nhớ ra mình đang thực hiện chế độ ăn lành mạnh. Mình sẽ uống một cốc nước rồi đi ngủ. Vào lúc say ngủ, chiếc bụng đói của cô nàng bắt đầu gợi nhắc cho cô về những món ăn vặt ngon lành mà cô đã từ bỏ hôm nay. Bim bim giòn rượm, bánh quy ngọt và những chiếc bánh cúp khét quyến rũ. Cái gì đây? Cái bụng này từ đâu mà có vậy? Mình đã không ăn gì cả mà. Chỉ là một chiếc chăn. Quên cái thực đơn hớ ngẩn này đi. Bạn cần chăm sóc da và kem dưỡng ẩm thì không thể thiếu được. Nhưng ôm mèo cưng của bạn trước khi kem dưỡng ẩm ngấm hết thì quả là một ý tồi. Xin chào. Vào pizza đây. Mình không chuẩn bị cho điều này. Một quý cô râu quai nón. Alex đang trễ buổi hẹn hò của mình và mấy sợi tóc của cô lại chọn đúng lúc tồi tệ nhất để hỏng. Cô nàng quyết định lắc đầu thật kỹ để làm khô tóc. Nhưng điều cô không ngờ là ban nhạc rock từ căn hộ bên cạnh quyết định tham gia cùng. Hút, mình nghĩ mình nên đi thôi. Alex đã bỏ quá nhiều đồ vào ba lô của mình đến mức nó bị rách ra. Vậy mình sẽ đựng tất cả những thứ này vào đâu đây? Một kiểu tóc bồng bềnh có thể chứa được cả tỷ thứ. Chào Alex, tớ có thể mượn cậu một chiếc bút chì không? Chắc chắn rồi. Này, cho tớ mượn kéo của cậu với. Trong búi tóc của Alex còn có cả một quả địa cầu nữa. Alex kỳ lạ quá đi. Sao mình lại quên bén đi được chứ? Andy sắp đến rồi. Và nhà mình thì như bãi chiến trường. Mình sẽ nhét hết mọi thứ vào tủ. Mình sắp không đóng được cửa tủ nữa. Và tay cầm thì hỏng rồi. Nhưng trông thật sạch sẽ. Chào, nhà cậu ấm cuốn thật. Cái tay cầm bị sao vậy? Để tới sửa cho. Đừng đừng, không phiền gì đâu. Chỉ mất 2 phút thôi. Dừng lại. Đừng làm thế. Tớ sẽ sửa nó ngay. Ôi. Chuyện gì vậy? Vì sao tớ lại mặc chiếc váy này? Xin lỗi, nhưng trông cậu hợp với nó đó. Tớ có ý này, chúng ta đắp mặt nạ đi. Được thôi, đằng nào thì tớ cũng đang mặc váy.
Chúng ta như hai cô bạn thân trong một buổi tiệc ngủ vậy. Alex, đang trễ chuyến bay, cô chỉ còn 15 phút nữa thôi. Khoan đã, chúng tôi cần phải kiểm tra hành lý của bạn. Máy bay sẽ cất cánh mà không có tôi mất. Tôi không thể để bạn vào mà không kiểm tra an ninh được. Tháo phụ kiện của bạn ra đi. Máy phát hiện kim loại không để bạn qua đâu. Tôi sẽ trễ mất. Đó không phải vấn đề của tôi. Chúng tôi có luật rồi. Alex đã mơ về chuyến nghỉ dưỡng này quá lâu rồi. Nên cô sẽ không bao giờ để lỡ chuyến bay này đâu. Bạn đang làm gì vậy? Tóc của bạn. Tôi thà vui chơi trên đảo với một mái tóc kỳ lạ còn hơn có tóc đẹp mà phải ở nhà đó. Bạn trai của Anna đến muộn buổi hẹn hò của bọn họ. Và cô nàng đang mất kiên nhẫn đến mức làm gãy móng tay khi gõ chúng lên mặt bàn. Ôi không, không phải bây giờ chứ. Anna nhanh chóng tìm ra cách sửa lại nó. Một chút sáp nến có thể giúp che vết nứt. Cứ như mới vậy. Em yêu, anh rất xin lỗi đã đến muộn. Anh kẹt xe quá. Nhà hàng đột nhiên mất điện. Nhưng điều này không làm Anna lo lắng chút nào. Và cô ấy thắp sáng móng tay của mình thay cho ngọn nến. Wow, em tuyệt quá. Em chưa bao giờ làm anh thôi bất ngờ. Không dễ chịu chút nào khi gặp một người khác mặc váy giống y hệt bạn. Khó xử quá đi. Nhưng mình biết cách xử lý. Alex tạo ra một bộ đồ từ chiếc ghế lười. Giờ thì chắc chắn chẳng ai có thể đụng hàng với cô cả. Phiêu nghĩ Alex là một chiếc ghế lười và quyết định ngồi xuống. Này, đứng dậy, cậu nặng quá đi. Cậu ổn chứ? Không ổn chút nào hết. Mọi cô gái đều biết sự cần thiết của việc rửa sạch hớp trang điểm trước khi đi ngủ, ngay cả khi bạn đã bệt lừ rồi. Nhưng có vẻ Alex đã quên mất quy tắc quan trọng này. Đến ngay đi, có một con gấu mèo khổng lồ ở đây nè. Các cậu, là tớ mà. Bạn có thấy động vật hoang dã nào ở đây không? Không, bạn chắc chứ. Một số cô gái hay bị lạnh đến mức họ mặc nhiều như thể đang ở Bắc Cực ngay trong mùa thu. Em trông như một bắp cải vậy, để anh giúp cho. Em mặc chiếc hoodie này trông giống cung phu gấu trúc quá. Cô gái này nhìn như thể mặc cả tủ quần áo lên người vậy. Vẫn chưa hết à, chờ chút. Em đói quá, chúng ta ăn gì bây giờ? Sao hai người vẫn ở đây? Nhà hàng đóng cửa mất rồi. Xấu hổ quá đi. Và giờ thì Phil phải giúp bạn gái mặc đống đồ kia lại. Nóng quá đi, cho tớ mượn quần áo mỏng hơn với. Một chiếc áo phông đây. Một bất ngờ tồi tệ đến từ tin nhắn của bạn trai. Cô nàng quên khuấy mất và làm giãn chiếc áo phông của bạn cô ra rất nhiều. Cậu đã làm gì với nó vậy? Giờ thì tớ làm sao mặc được nó nữa. Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Nhưng tớ biết nên làm gì rồi. Hãy thêm vào một chiếc thắt lưng hộp mốt và làm phụ kiện thật phong cách. Tuyệt, thế trông hợp với quần áo quá cỡ đấy chứ. Cảm ơn bạn yêu. Khi bạn gặp được người đó trên Internet, bạn không thực sự muốn gửi cho họ bức ảnh chân thực của bản thân và bạn muốn làm mọi thứ lung linh hơn. Mình sẽ gửi tấm hình này. Ôi, anh ấy mời mình đi hẹn hò. Anh ấy dễ thương quá đi. Ừ.
Alex sẽ gặp khó khăn tìm được đúng quán cà phê khi bỏ kính ra đây. Có vẻ như cô nàng không phải là người duy nhất không trung thực. Đối tượng hẹn hò của cô cũng giấu biến tật cận thị của mình. Ôi, mình nên đeo kính vào thôi. Thôi nào, em cũng bị cận thị. Anh thích nhìn em đeo kính hơn. Các cô gái đang có buổi tiệc ngủ. Thời điểm để chia sẻ những câu chuyện hài hước nhất và cả những chuyện đáng sợ nhất nữa. Alex và Anna quyết định trêu chọc cô gái còn lại. Tớ sẽ trở lại ngay. Chuyện này sẽ trở thành huyền thoại đây. Nhưng cô ma lại quá hậu đậu. Trò đùa thất bại rồi. Bạn có thích những tình huống hài hước của chúng tớ không? Hãy bình luận phía dưới và kể cho chúng tớ những tình huống khó xử bạn đã gặp phải và cách bạn giải quyết nha. Thêm nữa, ấn nút đăng ký like video này và ấn vào biểu tượng chuông. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào từ Kuhuwa Motion nha.